Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Iran bày tỏ lo ngại về căng thẳng gia tăng trong khu vực Trung Đông và chuẩn bị cho hành động quân sự có thể xảy ra. Tehran được cho là đang đàm phán với Nga, yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cũng như các hệ thống phòng không hiện đại. Trước đó, có thông tin cho biết Moscow đã bắt đầu cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Iran. Động thái diễn ra trong bối cảnh Trung Đông căng thẳng sau cái chết của thủ lĩnh Hamas. Tháng 12 năm 2023, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Iran cũng đã hoàn tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và trực thăng tấn công Mi-28 từ Nga. Mặc dù giới chức Iran không tiết lộ chính xác số lượng máy bay dự kiến được giao, nhưng các báo cáo trước đó cho thấy Tehran mong đợi nhận 24 máy bay chiến đấu Su-35 từ Moscow cũng trong diễn biến liên quan. Trước đó báo chí phương Tây đưa tin, Iran được cho là quan tâm đến hệ thống tác chiến điện tử tầm xa Murmansk BN của Nga. Nhật báo New York Times dẫn nguồn tin riêng ở Iran tiết lộ, trong chuyến thăm Tehran của thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, vấn đề cung cấp hệ thống phòng không cho Tehran đã được thảo luận. Ông Shoigu đã gặp tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người đứng đầu lực lượng vũ trang nước này, Mohammad Bagheri cũng như thư ký hội đồng an ninh quốc gia Iran, Ali Akbar Amadian. Theo New York Times, hai quan chức Iran giấu tên xác nhận hoạt động chuyển giao một số thành phần của hệ thống phòng không từ Nga, chẳng hạn như radar đã bắt đầu. Mới đây Iran đã gửi thông báo cho các hãng hàng không để cảnh báo về tình trạng gián đoạn GPS trên cả nước. Mức độ ảnh hưởng của tình trạng này vẫn chưa được xác định, nguyên nhân gây gián đoạn GPS cũng không được tiết lộ. Trên thực tế Việc làm nhiễu GPS thường được sử dụng để đánh lừa tên lửa dẫn đường chính xác. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Iran có thể sắp tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Israel để trả đũa vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tuần trước. Iran cáo buộc Israel đứng đằng sau vụ ám sát này giới chuyên gia quân sự phương tây nhận định iran đang sở hữu nhiều hệ thống tác chiến điện tử hiện đại do nga sản xuất và sao chép được ít nhất một tổ hợp trong số này đồng thời tiếp thu nhiều kinh nghiệm tác chiến được moscow tích lũy sau chiến dịch ở syri và ukraine Hãng tin Channel 14 của Israel nói rằng, vận tải cơ hạng nặng 276 Nga đã chuyển các tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander và hệ thống tác chiến điện tử Marmon BN đến Iran nhằm hỗ trợ Tehran ứng phó nguy cơ bị tên Aviv tập kích. Giới chức Nga và Iran chưa bình luận về thông tin này. Theo Army News, Marmon BN là tổ hợp gây nhiễu hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga, cũng là một trong những hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến nhất toàn cầu. Tổ hợp tác chiến điện tử Merman BN của Nga, do tập đoàn công nghệ vô tuyến điện tử Kares, một bộ phận của công ty nhà nước Rostec, Pobtek phát triển nhằm vô hiệu hóa hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh quân sự tần số cao của phương Tây. Nguyên lý hoạt động của tổ hợp nhiễu vô tuyến tự động được tích hợp các thuật toán tiên tiến nhất này là sau khi phân tích giải mã thông tin bước sóng, giải thông tần, cường độ tín hiệu, hướng tuyến liên lạc của đối phương, tổ hợp sẽ chọn giải pháp gây nhiễu, thậm chí chế áp triệt tiêu hoàn toàn các cuộc liên lạc đó có khả năng gây nhiễu trên diện rộng nhờ công suất đạt 400 kW so với công suất 5 kW của các tổ hợp thế hệ cũ. màn BN không chỉ hoạt động ở độ sâu cấp chiến thuật, chiến dịch mà còn cả cấp chiến dịch chiến lược. Quân đội Iran cuối năm ngoái ra mắt hệ thống gây nhiễu Cobra V8 do Tập đoàn Công nghệ Điện tử Iran IEI phát triển, mô tả đây là hệ thống tác chiến điện tử đa nhiệm có thể chặn thu, phân tích và gây nhiễu tín hiệu radar đối phương ở khoảng cách tối đa 250 km. Hình dáng của tổ hợp này có nhiều nét tương đồng với hệ thống Krasukha 4 của Nga, đặc biệt là ở thiết kế cụm anten thu phát sóng, vốn được coi là điểm độc đáo của tổ hợp do Nga chế tạo. Chưa rõ Cobra V8 là sản phẩm được Moscow chuyển giao công nghệ hay Iran tự phát triển dựa trên khí tài mua từ Nga. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cũng đang vận hành một số tổ hợp Astobaza-M được Nga chuyển giao từ năm 2011. Abotazam bao gồm một trạm xử lý thông tin, bốn trạm phát hiện và tìm hướng mục tiêu. Bản thân Abotazam là một trạm thu thập thông tin điện tử hoàn toàn không có khả năng can thiệp vào bất kỳ hệ thống nào của đối phương nếu không có các tổ hợp phụ trợ. Abotazam hoạt động trong giải tần từ 0,2 đến 18 GHz, có khả năng bao quát với phương vị 360 độ, tốc độ quét tối đa 2,5 giây, thời gian triển khai sang trạng thái chiến đấu là 3 phút. Tùy thuộc vào cường độ tín hiệu, Aptobazammer có thể phát mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 km, xác định tới 150 loại tín hiệu và đưa ra các tham số của chúng, Kiết chiến đấu gồm 4 người. Mới đây, trong cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội Iran, Abdul Rahim diễn ra tại Tehran, tư lệnh phòng không không quân Belarus Andrei Lukyanovich đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước này, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Trong cuộc gặp, ông Mousavi nêu rõ, Iran và Belarus đang phải đối mặt với các mối đe dọa chung, cùng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây và cùng chia sẻ các lợi ích chung. Tổng tư lệnh Quân đội Iran lưu ý, Belarus có vị trí chiến lược đặc biệt và là rào cản lớn đối với sự mở rộng của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của Tehran đối với việc mở rộng tổ chức này. Về phần mình, ông Lukianovic cho biết, Belarus mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng với Iran và sử dụng những kinh nghiệm có giá trị của Tehran. Tư lệnh phòng không không quân Belarus cũng khẳng định nước này phản đối chủ nghĩa đơn phương và sự mở rộng của NATO. Ngay sau đó, ông Lukianovic đã có cuộc gặp tư lệnh không quân của quân đội Iran Hamid Vahedi để thảo luận về quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Cách đây ít ngày, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết quân nhân thuộc đơn vị phòng không nước này sẽ tham gia tập trận bắn đạn thật trên lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Belarus thông tin Quân nhân thuộc lực lượng phòng không Belarus đang đưa thiết bị lên tàu hỏa và sẽ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên lãnh thổ Nga. Nga và Belarus đang hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quân sự theo nhiều khuôn khổ khác nhau, bao gồm tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO và nhà nước liên minh. Những hoạt động chính trong cuộc tập trận được thực hiện tại thao trường Ashuluk. Từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine, Belarus đã thực hiện nhiều cuộc tập trận quân sự, gồm cuộc tập trận toàn diện quy mô lớn vào cuối tháng 8 năm 2023 và một số cuộc tập trận quy mô nhỏ với Nga. Ukraine liên tục cảnh báo về các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Belarus. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết, nước này phải sẵn sàng cho mọi tình huống ở biên giới với Belarus. Ngược lại, Belarus cũng cảnh báo tình hình quân sự và chính trị ở Đông Âu có thể gia tăng thành xung đột hạt nhân do chính sách phá hoại của các nước phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng CIS tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng 7. Liên minh các nước phương Tây đang cố tình theo đuổi một chính sách nhằm làm sói mòn các quan hệ, liên tục thúc đẩy những phát ngôn hung hăng chống lại các thành viên của cộng đồng các quốc gia độc lập, CIS, gồm các quốc gia thành viên cũ của Liên Xô. Ông Krany nói, kết quả là một số thách thức và mối đe dọa quân sự mới đã xuất hiện ở khu vực Đông Âu, có thể dẫn đến đối đầu quân sự công khai, thậm chí sử dụng vũ khí hạt nhân trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực thực sự sụp đổ. Tờ The Washington Post dẫn nguồn tin tiết lộ Israel đã ngay lập tức liên lạc với các quan chức Mỹ sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran của Iran và thông báo rằng chính Israel đứng sau vụ việc. Theo báo này, các quan chức Nhà Trắng đã phản ứng với sự bất ngờ và giận dữ, cho rằng vụ ám sát là bước lùi cho nỗ lực đàm phán kéo dài nhiều tháng nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza, quá trình mà Washington cho là đang có tiến triển. Cũng theo tờ báo này, các quan chức Mỹ và Tổng thống Joe Biden còn tức giận vì Israel liên tục tấn công các chỉ huy Hezbollah và Iran mà không báo trước cho Nhà Trắng. Về mặt công khai, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến nay không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Hanieh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không biết và không liên quan đến vụ ám sát, mặc dù Israel là đồng minh thân cận nhất của nước này ở Trung Đông. Các nguồn tin của tờ Washington Post cũng tiết lộ mâu thuẫn giữa Mỹ và Israel ngày càng gia tăng sau vụ ám sát ông Haniye. Một quan chức Israel mô tả cuộc điện đàm giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Netanyahu diễn ra ngay sau vụ ám sát ông Haniye là căng thẳng. Trước đó, trang Axios tiết lộ Tổng thống Biden đã giận dữ và cảnh báo nếu Israel tiếp tục gia tăng căng thẳng, Thủ tướng Netanyahu đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của Mỹ một số quan chức chính quyền mỹ cũng đã nói rằng nhiều người trong nhà trắng hiện coi thủ tướng netanyahu chứ không phải iran là quân bài chủ chốt trong việc ngăn chặn một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn mỹ cam kết bảo vệ israel trước cuộc tấn công tiềm tàng của iran nhưng cũng kỳ vọng tel aviv sẽ không leo thang thêm thay vào đó là tập trung cho thỏa thuận ngừng bắn mặt khác trong một thông báo người phát ngôn asga jahangir của bộ máy tư pháp iran nói chưa bắt giữ nghi phạm nào liên quan vụ ám sát thủ lĩnh Hamas tại Tehran. Ông Jahangir cho hay các cuộc điều tra cần thiết đang diễn ra và kết quả sẽ được công bố ngay khi hoàn tất. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) cho biết ông Hanieh bị sát hại bởi một phi đạn tầm ngắn được phóng từ bên ngoài nơi nghỉ của ông. Cũng có thông tin cho rằng ông Hanieh bị ám sát bằng quả bom được giấu sẵn trong tòa nhà trong suốt 2 tháng. Tờ The New York Times đã loan tin. Iran đã bắt hơn 20 người liên quan vụ ám sát, gồm các sĩ quan tình báo cấp cao. Tuy nhiên, ông Jahangir bác bỏ thông tin này và tuyên bố đó chỉ là tin đồn.